Giấc mơ của tôi cánh diều nó gió đi bên em, bên em bắt chim sông. Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh bao la, lưng cong dáng mẹ xa xa nương dâu đông tầm ăn rồi. Gió đông qua lạnh rách áo em rồi, sáng sớm đi bắt qua đồng đi than diều, vì sao đâu đùa bên đáp bạn lời lý trẻ chưa cho tìm. Coi bếp cây mắt bên ta bếp bếp lò, cơm nấu xong rồi mày đưa về ăn bữa cơm. Quê tôi bao la bát ngát, dòng sông xuất quê tôi lượn vòng, quê tôi mênh mông lúa mách gió bay là lời câu hát này chiều chiều nhớ về chốn xa một thời con nít còn chật chỗ. Mặc dù tôi có ở nơi xa người, tôi luôn khao khát tình mong quê nhà. Tìm bài vừa đến với phần thể hiện của Hoàng Ánh và Tuyết Mai. Bây giờ xin mời chia sẻ từ phía nữ ca sĩ Cẩm Ly và diễn viên Huỳnh Lập. Cặp đôi này là cái sự tự tin là nhiều nhất luôn á. Dữ dội nhất luôn á. Cứ là thấy cái sự tự tin trên cái khuôn mặt của tụi con với cái cách của tụi con hát á, là cô thấy là tụi con không có sợ gì trên sân khấu này. Mà lại một lần nữa phải thừa nhận là mấy cái cô nhỏ nhỏ con này dễ sợ lắm luôn á. Lửa máu lắm luôn, nội lực rất là mạnh và hát bất chấp luôn. Hoàng Ánh, con có hát tốt lắm, giọng con khỏe lắm, nhưng con để ý tí xíu ha. Mỗi lần mà con hát những cái nốt cao á, con có cách ai chỉ con ăn gian cũng hay lắm. Kéo cái micro ra để cho nó giúp cái đùi. Cái đó đúng, nhưng giọng con đang khỏe, con để tí xíu cho người ta nghe cái nốt cao của con nó đẹp đi rồi con hãy ngắt. Con vuốt lẹ quá, chưa cái nốt cao mới vừa lên cái chạm cái là con vuốt đi mất tiêu rồi. Mà con có thể hát được nữa và con có thể ngân tí xíu được nữa. Ráng cho nó đầy cho người ta nghe nó đã, nó sắc. Xong rồi mình hãy vuốt cái đuôi đi ha. Thì nó trọn vẹn hơn nha con, nha. Cảm ơn cô, ok. Xin mời gia đình Phương Vũ. Thì hai con rất là máu lửa. Nói chung là cái cặp đôi này lúc nãy mình tưởng là cái cô gái bé phía sau sẽ hát còn yếu hơn cô đằng trước. Tại vì nhỏ con hơn nhiều. Nhưng mà ra hả, 1-9, 1-10 chơi tới bến luôn. Nói chung xuống dưới đây là mặc đồ tứ thân mà yeah, quê tôi bao la bến. Nói chung là chơi tới bến luôn đó. Và chú tuyên dương sự chơi tới bến của hai con. Nói gì nữa giờ, dữ dằn quá mà. Không phải dằn vừa đâu. Coi tiết mục này của hai đứa con á, thấy cái mặt cô kỳ lắm luôn á. Mặt cô có
Hay là cô lên cái cô giật dùng áo đi. Mà cô bị phiêu thôi tụi con á. Dữ ta, ghê ta. Hey bà, ghê ta. Giờ cái đám mình lên mình rock với mấy cháu đi. Cháu thấy giờ buồn quá. Rồi, vô. Trời ơi, bây giờ là cũng có tuổi rồi, không biết nhảy lợi mấy đứa nhỏ không? Không, mình sẽ không thi với mấy cháu, mình sẽ thi với nhau. Rồi, anh thi không? Em thi thi luôn nha. Chị ơi, chị nhảy cái trường rớt hai cái ống khói xuống nha chị. Sáng sớm đi bắt qua đồng, đi tha diều. Vì sao nó đùa bên đắp bạn, lời lý trẻ chờ cho tìm. Coi bếp cây mắt bên già, bếp bếp lộ. Cơm nấu xong rồi mai đưa về ăn bữa cơm. Mà cái này là mà về. Trời ơi. Trời ta. Cái gì mời xảy ra vậy mọi người ơi? Mời luôn em, mời luôn. Em mời luôn. Mọi người em bị mất trí tạm thời. Tại nhà mình có cái con hay lắm mà cô chú làm tiếp mục tụi con hay quá. Em nhảy mẹ em rớt cái ruột thừa em đâu rồi. Trời ơi. Em tháo khớp gối luôn rồi quý vị ơi. Nhận xét luôn cô Như, nhận xét luôn. Cái não nó chưa gắn vô đầu luôn á. Nhưng mà anh thấy là em nhảy rất hay mà em không rớt cái nơ của đúng em rồi, tuyệt vời. Đúng rồi, tại vì em lâu quá, em cứ nhảy cái mình cái đầu em nghĩ nguyên mà. Làm sao mà rớt được? Ủa anh Vũ anh thở được chưa? Mà bây giờ em thấy anh tội nghiệp quá. Bây giờ mà không thở được luôn mà ngang cổ họng mà ho hoài không ra luôn nè. Vậy mà tụi nhỏ nó làm một bài hát dài như vậy trong khi dàn huấn luyện viên mới có chút xíu mà thở không ra hơi. Một tràng pháo tay dành cho hai bé. Tụi con làm cho cô sướng lắm. Tại vì á mình có được hai đứa con mà nó ra nó khuấy động như vậy nè. Làm cái chuyện hát hay hay không cái đó để cho các cô chú mà giỏi về âm nhạc, về giọng hát sẽ nói. Nhưng mà riêng cô nhìn tụi con cũng muốn quẩy theo tụi con. Cái lửa của mình, cái tính nghệ sĩ trong con người của mình nó đã lan tỏa ra, nó làm cho tất cả mọi người đều thích. À, anh Nguyên Kha né ra, không cần chương trình, không cần MC luôn. Dạ, và em cảm thấy là em rất tự hào về hai đứa con của em. Em cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn huấn luyện viên đã dành tình cảm cho hai đứa con của em. Và cảm ơn con đã làm cho cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Cô cảm ơn con. Không cần cô ký quy luôn chương trình đó, em không cần ai hết, em cần con thôi. Tụi con ơi đó, bây giờ thì cái não của chú bị gắn vô da đầu của chú. Nãy chú lắc quá nó lông não ra. Rớt đâu đây nè, rớt đâu đây nè. Tụi con ơi, lúc đầu tiên nha, thật sự là cô chú nhìn tụi con tập, cô chú lo quá. Mắt thì láo liên ha, động tác đi thì cùng tay cùng chân luôn đó. Trời ơi, lo gần chết. Không, rất là lo luôn. Trời đất ơi, chẳng lẽ mình đi mình trình làng tiết mục như vậy làm sao mà coi được gia đình mình. Thì hôm nay bước lên đây đỉnh đạt, làm chủ sân khấu được, thấy không? Giao lưu khán giả được luôn, khuấy động sân khấu được luôn. Hôm nay tụi con bước ra đây bừng sáng như hai nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuyệt vời. Rồi, cảm ơn hai con rất là nhiều. Tình yêu với con
trường nghe tiếng con kêu mẹ cha. Chẳng thể níu kéo thời gian, con nay chưa lớn nhưng sao cha đã già thân rồi. Lo toan cả cuộc đời chẳng có chi, hạnh phúc của cha dần đơn là mong con lớn khôn chậm lại nữa đi thời gian. Liêu xiêu cha bước mắt đã mờ, chẳng còn nhìn thấy con cầm máu gạo tiền đã lấy đi. Tuổi thanh xuân của cha thời gian nơi đi đâu mất rồi. Cha dặn đơn là mong con lớn khôn chậm lại đỡ đi thời gian. Liêu xiêu cha bước mắt đã mờ, chẳng còn nhìn thấy con cầm máu gạo tiền đã lấy đi. Tuổi thanh xuân của cha thời gian nơi đi đâu. Khi mà đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên thì Nguyên Khang muốn hỏi một chút tâm sự của Ngô Kiến Huy. Những số đầu tiên em chia sẻ là thật sự là ba của em là thủy thủ thật. Thường ba đi tàu thì 2 năm mới về nhà một lần và về rất là trong thời gian rất là ngắn, tầm 1 tuần đến khoảng nửa tháng là cao nhất, sau đó là phải đi tàu Viễn Dương tiếp. Và khi mà ba về hưu rồi đó, sức khỏe không cho phép đi tàu Viễn Dương nữa, thì em một ngày khi em trong căn phòng em nghĩ là mình tắt hết mọi cái đồng hồ lại, những cái mạng xã hội về mọi thứ mà đang xảy ra thì thời gian nó vẫn trôi, thì làm sao để níu kéo ra tuổi xuân của ba nữa. Vì thế bài hát này giống như là một cái lời nhắc, chỉ cần một sự quan tâm, một câu hỏi ba mẹ hôm nay khỏe không, ngày nay như thế nào, đó là đủ những cái thứ mà ba mẹ cần rồi. Và nghĩ đó là cái cảm hứng để viết bài hát này. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Không ngờ là bên ngoài một chàng trai rất là sôi nổi lại là một người rất là tình cảm, đúng không ạ? Cái lời lẽ rất là ý nghĩa và nó thật sự nó chạm trái tim anh. Ẩn chứa ở đằng sau một cái bề ngoài mà luôn luôn lì lợm, quậy phá, nhưng mà anh cảm nhận được hôm nay em đã cho mọi người thấy được cái chiều sâu này của em. Mọi người hãy cho Huy một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại mọi người không tiếp xúc với em thấy ở Huy lâu lắm rồi. Em biết cái chuyện này Huy là một người tình cảm. Em tiếp xúc với ba của Huy rồi và em hiểu là tại sao Huy như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Đứng ở khía cạnh của một diễn viên thì cô thấy rằng có lẽ là Hải An sẽ phải làm chủ sân khấu hơn nữa, bởi vì không gian rộng lớn này là của con. Những cành cây khô này cũng là một phần trong bài hát của mình. Mình sẽ không có quá tách biệt với cái không gian mà mình đang đứng. Nếu như mà cái điều đó nó được tròn trịa hơn thì cô nghĩ là tiết mục này cũng sẽ có số điểm rất là cao. Con cảm ơn. Cảm ơn con. Cô chú nói đúng rồi, thấy không? Con sao vậy? Con bị hồi hộp đúng không? Dạ hơi hồi hộp chứ. Đúng, chính xác. Khi con bước chân ra đây, bước chân đầu tiên cô thấy rồi, tiêu con bé rồi. Hôm qua lúc đúng mà rồi. Tập là đã tập cho con tương tác với những cái bối cảnh ở trên sân khấu để mà khán giả có thể nhìn theo, thả hồn vào bài hát. Thì hôm nay cái sự con đưa tay mà cũng không đưa ra hết này là cô biết là con đang không tự tin. Và cái điều đó nó có ảnh hưởng đến giọng hát của con nữa. Hôm qua khi mà con tập hát với Ben thì cô thấy cô rất là thích bài này. Và hôm nay không phải là không thích nữa, nhưng mà cô nói ước gì con có thể hát hay và thoải mái như lúc con tập thì con sẽ rất là tuyệt vời. Lần này sẽ là một lần rút kinh nghiệm rất là nhiều của con, để con có thể là hãy tự tin lên, bởi vì chúng ta chỉ có một lần thể hiện thôi ha. Cố lên nha con. Dạ, con cảm ơn. Wow!
Con đánh guitar mà nó phong cách. Giới thiệu đôi nét về mình đi con, tên gì, học được guitar bao lâu rồi? Dạ, con tên là Phạm Mai Yến, con đến từ Tiền Giang. Con Yến ơi, con học guitar được bao lâu rồi? Dạ, con vừa học đây. Con vừa học thời gian gần đây. Tôi thấy, đâu mất hình người rồi, Vân ơi. Xuống đây đó rồi. Cặp đôi này có bấm không? Sao thấy có vẻ đứng dậy nhấp nhõm vậy? Thiệt ra mà nói, nói nào ngay, khi mà con cất cái giọng hát lên, chú đã khiểu cô Như. Gạt đi bé. Rồi không biết sao giờ hai đứa đứng như hai đứa bức tượng chờ chồng không làm được gì. Thay vì gạt cận giờ hành gạt đi nước mắt rồi. Cô biết tại sao mà chú đứng ở đó không? Là tại vì ngoài là một huấn luyện viên mà chú còn là một khán giả. Con có một cái màu sắc riêng. Một cô gái với một cái guitar ngồi đàn là đã quá đủ thuyết phục rồi. Bây giờ mình đang rất là thiếu những cái âm nhạc nó chân phương mà nó mộc mạc và nó chạm tới trái tim giống như cái bài mà con vừa hát. Cho nên là con đã chạm được trái tim chú và chú sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chú để làm cho mọi người hào hứng theo con, vui cùng con, khóc cùng con, cười cùng con. Tại vì một khi con đã vào đội của chú, con là người thân của chú, mãi mãi sẽ là như thế, chứ không chỉ riêng ở trong cái chương trình này không. Cho nên chú rất mong con sẽ về đội của cô chú. Yến biết không, con có biết là con đẹp kinh khủng luôn. Bây giờ cô chỉ muốn là một lòng một dạ theo chú Vũ. Yeah. Để mà cháu hay không mọi người ơi, tất cả những gì tuyệt nhất cho con mà thôi. Cảm ơn cô Vân. Bây giờ đây thì mời gia đình Màu Hường chia sẻ. Hình như là chị Ly chị đang đau đầu về một cái điều gì đó đúng không? Thực ra là cô cũng nói cho con biết là trong đội của cô cũng đã chọn rất là nhiều bạn rồi. Cho nên là bây giờ mỗi một cái cần gạt xuống của cô là một cái sự đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái màn hình mở ra và cái hình ảnh mà con ngồi đờn đó, nó có một cái sức hút lạ kỳ, cô không hiểu nữa. Và cô gạt, cô nói chú Lập là phải gạt cần ngay. Thấy một cái phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Khi mà con nói con đàn á, nhìn lên cái chất riêng của con là cái đó là cái chất nghệ sĩ. Nhìn cái phong thái nó từ tốn, nó nhẹ nhàng lắm. Cảm giác là không có gì áp lực, cứ ngồi hát nghêu ngao thôi. Ngồi giống như là ta gọi là tự do mà trình diễn cái nghệ thuật của mình á. Không có biết là áp lực thi cử như thế nào hết. Và con đã hoàn thành rất là hoàn hảo và trọn vẹn cái bài hát. Một ca sĩ, một nghệ sĩ lên sân khấu á, ngoài cái chuyện hát hay hay là diễn hay, cái điều quan trọng là cái sức hút. Cô không thể nào kìm lại, cho nên là cô và chú Lập phải bấm để chọn con thôi. Chúc mừng tiết mục của con rất nhiều. Anh nghe có về kinh Bắc quê em, mà nghe quan họ mà xem làng nghề. Xin chào mọi người, con là Minh Ngọc, con 13 tuổi. Mời mọi người cùng về thăm Bắc Ninh, quê hương con. Bắc Ninh, một miền quê có truyền thống văn hóa nghệ thuật lâu đời, với một vẻ đẹp cổ kính, đáng yêu và đáng nhớ. Những ngôi chùa, những làng nghề truyền thống, những lễ hội đã làm nên một xứ Kinh Bắc rất nên thơ. Văn hóa quan họ được hình thành từ những nét đẹp của quê hương Kinh Bắc, từng câu hát cùng với tình cảm của người con Bắc Ninh. Đây là niềm tự hào và cũng là niềm đam mê lớn của con. Con gái biết không, làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại đấy. Dạ, con biết, con cũng rất thích các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Trong thời gian vừa qua, con và các cô chú ở đây đã luyện tập rất vất vả, nên hôm nay mẹ có món quà tặng con, đó là một người rất đặc biệt. Em tặng chị, thay mặt
ban tổ chức chương trình Di Địch Song Ca Nhí mùa 2. Em chúc mừng chị đã bước vào vòng tiếp theo. Chị cảm ơn em, chị sẽ cố gắng. Em mong giọng hát của mình có thể làm các bạn nhỏ hiểu về đất và người Bắc Ninh, từ đó càng thêm yêu làn điệu dân ca con họ. Oh,
theo con. Nghe cái giọng là đã thấy thanh thoát, mà mở ra cái tưởng hoa hậu, trời ơi đẹp mà đẹp, cái gương mặt nó sáng lắm. Duyên dáng. Con đến từ đâu? À, dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Thị Minh Ngọc, con đến từ Bắc Ninh. À, đó có phải là cái lý do mà con chọn hát cái dòng nhạc quan họ này hay không? À, dạ vâng ạ, con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Quá hay, một cô bé rất là yêu quê hương mình. Em nè, gạt thêm lần nữa nè. Đó. Oh, wow. Quá là tuyệt vời. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cặp chưa chọn trước nha. Xin mời cặp chưa chọn có thể chia sẻ đôi điều cảm xúc của mình. Cô chú chào con. Thật ra mà nói thì nãy giờ cô chú đấu tranh rất là nhiều. Như ngồi dưới đây mà kiểu như là bị cái quai hàm nó bị lỏng á. Trời hay quá. Nhưng mà vậy nè, bị mê quá. Mê. Nhưng mà cảm thấy á là với cái tài năng và cái sự mà hay mà xinh đẹp như thế này á, hãy để cho những người mà họ phù hợp nhất. Đó, hai đội này. Bây giờ mình có thể mời đại diện của ba đội bước ra làm cái điệu múa nón quai thao này cho quý vị khán giả thấy được không? Mời đại diện Khải Như, Huỳnh Lập cùng với Lão Thanh Vân, mời mỗi người bước ra con hát đoạn múa nha. Múa là nghề của cả ba người của chúng ta, duyên dáng. Bây giờ con hát đúng là cái bài đó, xong mỗi người sẽ có 15 giây để múa tiết mục. Ai mà tỏa sáng nhất thì cái cơ hội để bé chọn về đội nó cũng cao hơn chút. Yeah. Nào, bây giờ hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên, số báo danh 001, số đo 3 dòng 90-60-90, ông Thanh Dân, để múa. Đầu tiên, con vô con. Wow. Chúng ta còn 5 giây. Cá, cá, đang còn cá. 4, 3, 2, 1. Thưa quý vị, lúc đầu là muốn nói quan hào, phút sau tôi có cảm giác như muốn lửa vậy đó. Yeah. Cảm ơn con hát hay quá. Thưa quý vị, nếu mà chấm điểm mà muốn được rồi, lập ơi, hết giờ rồi, lập hết giờ rồi. Quý vị cho chúng tôi biết là với ba cái tiết mục múa vừa rồi, cái người nào mà múa đi vào hồn quý vị nhất, ai cổ vũ cho ông Thanh Vân vỗ tay ạ? Ai cổ vũ cho Huỳnh Lập vỗ tay ạ? Dạ, ai cổ vũ cho Khải Như vỗ tay ạ? Cảm ơn nhiều. Dạ. Sau cái tiết mục vừa rồi thì cô Dân thấy bé Minh Ngọc thế nào? Cô tưởng tượng hơi bị xa, nhưng mà thật sự là khi mà con hát á, cô đang suy nghĩ đến thi nhan sắc nào đó trong tương lai. Nếu như mà con có tham gia thì có lẽ là cái phần thi tài năng của con sẽ luôn là số điểm tuyệt đối. Bởi vì con không chỉ xinh đẹp duyên dáng mà thật sự con rất là tài năng. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và ai mà may mắn sở hữu được con ở trong đội của mình thì thật sự đó là một lợi thế. Bây giờ bé này bước lên sân khấu là người ta có cái thiện cảm rồi. Em giống như một thiện nữ bước lên sân khấu, anh sẽ xây nguyên một ngọn núi trên đây. Em đứng trên đỉnh núi cao, đỉnh núi cao. Cái gì mà xưng anh em? Ủa không lẽ giờ đứng vậy xin chú con? Đúng không? Với lại là em vẫn còn trẻ và em vẫn muốn đi chơi. Cho nên là đứng gần với nhau coi như bạn bè đi.
giờ tôi nói bà nghe này nè. Bà về đội tôi đi, mình có cái sự đồng cảm cùng trang lứa với nhau, tôi dựng cho bà một tiết mục dữ dội. Nói đùa vậy thôi, nếu như mà anh về em về với anh đó. Lập ơi, về nhà anh đó. Em ổn không Lập? Ổn chứ hả? Ổn chứ. Biết sao? Bị cảm giác mà bị bấn loạn trước nhan sắc và tài năng. Bấn loạn nào bấn quá, tại vì bé nó hát mượt mà không, từng câu hát. Không phải đâu Huy, tại cái đoạn mà bay lên thiếu hụt oxy nhảy quá cho nên là oxy chưa lên não kịp, tội nghiệp. Chú Vũ muốn nói, chú bây giờ nói. Chú Vũ mời chú Vũ chia sẻ. Minh Ngọc ơi. Dạ. Không hiểu sao chú rất có duyên với người Bắc Ninh. Và bây giờ con lên đây con hát cái bài này. Cái chương trình này nó có cái tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Cho nên cái điều quan trọng mà con cần phải có đó là một người có thể hát chung với con được. Và trong đội chú bây giờ chú đã có một bạn mà chú nghĩ là nếu như mà chú và sếp con với bạn đó vào thì gần như là thiên hạ vô địch thủ. Tại vì từ đầu chương trình cho tới giờ, hai người mà chú cảm thấy hát điêu luyện nhất mà đa dạng nhất và cũng đều là người ở miền Bắc hết, đó là Tấn Bảo. Và con, và chú bảo đảm với con, chú sẽ đẩy con tới chung kết và có thể tới quán quân luôn. Chú thề với con luôn. Con cảm ơn chú. Mời cô Ly chia sẻ đôi điều ạ. Thực ra thì về cái khâu mà ăn nói của cô Vân và chú Vũ là không có ai mà sẽ qua nổi hết. Không có thể nói được như thế đâu. Nghe chú Vũ nói là cô Ly coi như là không biết nói gì luôn, con hiểu không? Bình thường á, chú không có nói nhiều như thế này đâu. Nhưng mà con làm cho chú đủ cái nguồn cảm hứng để mà chú bắt buộc bằng mọi cách giành công việc cái đội của chú. Bắt buộc bằng mọi cách giành công việc cái đội của chú. Bắt buộc giành công việc cái đội của chú. Con cảm ơn chú ạ. Đừng có bị nhiễu loạn thị phi. Đúng rồi. Hãy chọn bằng chính con tim của mình. Chị không biết là thì chú Vũ nói hay quá. Cứ nãy giờ cứ tưởng chú Vũ làm MC, chú Vũ nói thuyết phục quá. Khang có công nhận là Vũ chưa bao giờ mà bị phấn khích tới cái độ. Đúng, chưa bao giờ phấn khích. Có, nãy giờ anh phấn khích quá trời luôn, bé nào anh cũng y chang như vậy. Thấy chưa em? Bây giờ cô chỉ nói về cách nhận xét của cô trong tiết mục này của con nha. Thực ra thì giọng hát của con và cái cách xử lý của con trong bài hát này, cô nói thì nó cũng không biết có quá lắm không, nhưng mà nó giống một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ, chứ không phải là một người cô gái, một cô bé mà đi thi luôn. Tại vì cái cách mà xử lý điêu luyện từng cái luyến lấy, từng cái nấc cái giọng, mà đặc biệt cái giọng giả thanh của con nó rất là sắc và bén. Và cái giọng giả thanh như thế không phải ai cũng có được, đôi khi người có nhưng mà nó sẽ không có được sắc và sáng như thế. Khi màn hình tách ra thì con bước ra thì cô càng bất ngờ hơn. Cả thanh và sắc đều có. Và ở con nó có cái sự dịu dàng, thấy thương lắm. Ngay cả cái nón quai thao không phải ai cầm rồi nó cũng đẹp đâu con. Mình phải có cái e thẹn, cái e ấp như thế nào. Ủa, thì con làm là vừa. Em cầm không được đẹp lắm hả chị? Hả? Dạ, nãy giờ chị cầm. Vậy hả? Không. Chị Ly, chị nói có công bằng đi. Người đồng nghiệp của em cầm đẹp không chị? Em bị nhột đó. Không, nãy giờ chị chưa nói gì mà chị đâu có chê. Cầm cũng đẹp. Thôi đừng khóc mà Như, không thôi. Trời ơi, nó xấu thiệt Như. Trời ơi trời. Ý là cô nói trong cả về giọng hát và cái phong cách của con nó đều tròn trịa quá. Và cái gương mặt của con, tất cả mọi thứ nó đều tốt. Cho nên là con về đội ai cũng được. Và quan trọng là khi mà con về đội và phải tìm cho con một người và phải dàn dựng cho con những cái bài hát như thế nào để cho con tỏa sáng hơn nữa, cái đó mới là vấn đề. Bạn Ngọc ơi, nãy giờ là cô đứng đây rất là lâu rồi. Thật sự là cô chú nhiệt thành và cầu thị, chắc con cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ cô cũng không có muốn dùng cái sự hiện hữu của mình để mà lấn át cái cảm xúc của con. Dạ, chị xin mời cô về chỗ. Dạ, xin mời Lập về chỗ. Anh đứng ở đây, anh cũng cầm phụ cái nón, em sợ em bị mỏi. Cô về chỗ với chú Vũ và cô đợi tin vui nha con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từng chàng đước đông đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy chim sao. Năm canh mơ màng, em luống trong tình chàng, ôi gan vàng quặn đau ý. Đường dù sai ông bước, xin đổ đừng phụ nghĩa ta. Bao cuộc mưa nắng qua bao cuộc đổi thay, mãi vẫn cho đời bài tình ca đấng phương nam. Kiều khí mà quá
lòng thương nhớ thương là ai đã ra chia lòng thương nhớ thương. Xin chúc mừng Tấn Bảo và Nhật Duy, cảm ơn hai con. Thưa quý vị, xin được giới thiệu phần hỗ trợ diễn xuất của nam ca sĩ Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm giác của em thế nào với song ca giá hai tài năng nhí này của mình? Em thấy quý vị ở đây đã có những tràng vỗ tay và điều đó cũng đã chứng tỏ nên là hai em rất là tài năng và hai em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho các em nha. Cảm ơn em Hoài Lâm. Bây giờ thì gia đình chúng ta đang rất là hồi hộp để chia sẻ. Xin mời gia đình Vân Vũ. Đã nói tới chung kết thì Vũ phải làm sao để tính ra một cái bài toán thật là tốt cho mấy đứa con của mình. Thứ nhất là nó phải vừa vặn, nằm trong khả năng của mấy cháu. Và thứ hai nó phải đặc sắc và nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ. Vũ mất gần 2 tuần để mà suy nghĩ ra cái tiết mục này. Và cái cảm hứng mà lấy cái tên Tinh Hoa Nam Bộ là từ ông đạo diễn của mình, đó là Hoàng Nhật Nam. Tại vì anh Hoàng Nhật Nam có một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Bắc Bộ, rất hay ở ngoài chùa thầy. Cho nên Vũ đã lấy cái ý tưởng đó và Vũ suy nghĩ là ủa, miền Nam mình có những cái gì, những cái tinh hoa, những cái gì đẹp nhất? Đó là điệu hò, điệu lý và nhất là vọng cổ và những cái đờn ca tài tử. Trước khi mấy con lên sân khấu, chú đã cầu nguyện rất nhiều. Tại vì chú biết là cái bài này rất khó hát luôn. Nhưng mà hôm nay hai con hát nó hoàn hảo và nó hòa quyện đến một cách tuyệt đối luôn. Con làm cho chú hãnh diện, tự hào. Tự hào là được làm thầy của hai đứa con. Hai con đã cho mọi người thấy cái tinh hoa của miền Nam Bộ mình nó như thế nào. Thank you hai con. Cảm ơn chú. Các con may mắn là đã tìm được nhau. Các con là những mảnh ghép rất là hoàn hảo. Các con bù trừ và bổ trợ cho nhau, đó chính là tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Cô muốn hỏi huấn luyện viên là vì sao con để cái hình của bác Út Trà Ôn trong cái bài này? Dạ thưa, khi mà con học về cái bài Dạ Cổ Hoài Lang đó thì con muốn tìm cái bài mà nó gốc nhất có thể luôn. Và một trong những bài đầu tiên mà con thấy hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lang là của bác Út Trà Ôn. Và bác hát nó rất là mộc mạc. Và con đã mượn anh Hoài Linh cái bản gốc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi mà viết cái bài này ra. Cái lời nó ngắn lắm. Con đã nhờ cháu con là Hoài Lâm hát theo cái phong cách của chú Út Trà Ôn. Và khi con để cái hình lên đó thì gần như là một cái sự tôn vinh một người nghệ sĩ miền Nam. Ông cũng là tinh hoa của miền Nam. Cho nên là đó là lý do tại sao mà con để lên đó. Xuất thân của bài này là do bác Cao Văn Lầu viết cái bài này trong tâm tưởng của một người đàn ông, nhưng mà viết về nỗi niềm của một người vợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy ba người đàn ông ca rất là mùi cái bài này. Và hồi nãy đó anh Đức Huy có hỏi cô Xuân là tôi người Bắc tôi không ca được giọng cổ, chị Xuân ơi, tôi muốn tập lắm mà không thế nào tôi ca được hết trơn á. Mà trong khi dân miền Tây Nam Bộ thì hình như là người lái đò cũng ca được, người làm ruộng người ta cũng ca được. Nhưng hôm nay thì anh Huy có một cái chứng minh là có một cái chàng Bắc nho nhỏ ở Hải Dương đã ca những làn điệu dân ca của miền Nam rất là ngọt ngào. Cảm ơn con nhiều lắm. Và các con ơi, ngoài cái ca mùi của Bảo, ngoài cái ngọt ngào của Nhật Duy, thì bữa nay ở kế bên cạnh anh Hoài Lâm, cô nói này Hoài Lâm giận cô chịu nha Hoài Lâm, các con không có kém cạnh chút nào hết trơn. Các con ca nồng nàn, các con ca mượt mà. Cảm ơn hai chàng trai đã đem lại một cái không khí rất là miền Tây Nam Bộ. Và cái sự ngọt ngào của những cái làn điệu này, cô nghĩ là không phải trong chương trình này đâu, mà nó sẽ lan tỏa hoài và nó sẽ làm người ta nhớ tới các con. Dễ thương lắm, cảm ơn các con rất là nhiều. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tôi cũng đã cảm thấy cái tâm hồn của tôi được nâng lên. Vân và Vũ đã được xin phép gọi là đó là một ân sủng. Tất cả chúng ta đã được kết nối. Và hôm nay thì tôi được kết nối chút xíu thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là toại nguyện lắm rồi. Mới đầu thì một em hò, rồi thì tôi đang say mê lắng nghe, tôi nhắm mắt lại thì Nhật Duy vào ngay sau đó. Và nếu mà không có những cái
ngân dung cuối câu đó thì tôi tưởng là hai em là một giọng. Tuyệt vời quá phải không? Phải không quý vị? Đã lâu rồi tôi không được nghe Hoài Lâm hát, nhưng mà Hoài Lâm nhắc nhở tôi hình ảnh và yếu tố mà đòi hỏi của một người nghệ sĩ. Và hôm nay hai em cho tôi thấy cái tần số rung rất cao. Cộng với Hoài Lâm nữa, ba em đã có một cái sự đồng bộ. Tôi nói thiệt đó, nói theo ngôn ngữ miền Nam là trời, nghe sao nó đã dữ vậy. Là hai em đã truyền cho chúng tôi những cái cảm xúc luồng điện mãnh liệt. Và cái điều đó không dễ gì làm. Và tôi cũng chỉ mong rằng hai em càng giữ được cái ngây thơ, cái hồn nhiên của mình càng lâu càng tốt hai em nhé. Hai câu đầu nghe mùi mà muốn rụng rúng luôn á. Dạ. Đúng kiểu miền Nam lâu ta lắm, nói lâu đó. Lâu lắm không nghe chữ này đó. Có lẽ cái sự kết hợp này khó có lại lần nữa lắm. Chỉ trong chỉ chương trình này thôi. Tuyệt đỉnh chỉ trong chương nhiên. Trình này vâng. Thôi. Cảm ơn cô Kim Xuân. Xin mời danh ca Hoài My. Khi cô My nghe hai đứa con hát thì cô My cảm thấy là rất là cảm động. Những cái người mà thấm thía nhiều nhất và cảm động nhiều nhất là những người đi xa về. Mà nghe những cái bài hát này á, nó lúc nào nó cũng cái tim mình nó làm như nó muốn rớt xuống. Cô chỉ nghe hai đứa con không thôi, cô cũng cảm thấy rằng tụi con đã làm rất tốt, phần nào ra phần đó và rất là xúc tích. Tụi con rất có tài và hy vọng rằng tụi con sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tụi con. Con cảm ơn cô. Còn hay còn hát không? Còn hát mà nguyên một cái binh đoàn thê tử từ phía châu Âu ồ ạt tràn ngập lên sân khấu biểu diễn minh họa cho tiết mục ô mê lý của con. Bây giờ con giới thiệu đôi nét về mình đi con, tên gì đến từ đâu? Con tên là Đoàn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Ồ. Hải Phòng nhiều người hát hay quá vậy. Con ngồi xuống không? Nghìn tỉnh không? Ê, con có thể cho mọi người biết là ngoài cái khả năng ca hát ra thì con có khả năng gì nữa không? Dạ, ngoài khả năng ca hát thì con có thể nhảy và diễn xuất ạ. Wow, diễn xuất. Trời con ơi, diễn xuất là về đây liền con. Con ơi, ở đây là dàn dựng diễn xuất với lại ông ca hát nhảy múa luôn. Khiêu vũ con à. Ông Hoàng. Nữa hả? Đúng rồi. Ờ, diễn xuất thì chú con biết rồi đó. Con có khả năng diễn xuất là con thường diễn chính diện hay là phản diện hay là cái gì? Dạ con thích diễn phản diện. Phản diện con là đây cần nè. Phải có người diễn chính diện. Coi là hiền diện. Bây giờ về đây đi rồi có người diễn chung. Con ơi bên kia là ác luôn con, bên đây là hiền nè. Đó. Ác hay là hai bạn diễn thử đi. Thưa quý vị, xin được giới thiệu ba bạn học chung lớp. Bạn Nguyễn Văn Tèo. Năm nay 7 tuổi. Bạn Tý. Năm nay 6 tuổi. Và xin được giới thiệu bạn tên gì ạ? Dạ Tèo. Bạn Nguyễn Văn Tèo. Năm nay 7 tuổi. Bây giờ mình sẽ đến cái vòng thi đấu vui để kiểm tra trình độ IQ của các bạn. Câu đầu tiên, các bạn hãy cho mình biết môn gì càng thắng càng thua. Năm. Dạ, rồi xin mời bạn Tí, môn gì? Dạ thưa thầy là môn đua xe ạ. Đúng rồi, đua xe xe đạp, càng thắng thì càng thua. Dạ. Rất một tiếng cho bạn Tí, chúc mừng. Câu thứ hai, bạn nhanh tay lên một chút nha, bạn chậm lắm. Mọi người hãy cho mình biết sở thú bị cháy thì con gì chạy ra đầu tiên? Tiên. Rồi xin mời bạn Tèo. Dạ sở thú bị cháy thì con ngừ chạy ra đầu tiên. Sai bé, bà bán vé chạy ra đầu tiên. Và câu cuối cùng, như vậy là chúng ta đã có được một điểm. Bạn Tèo, bạn cố lên nha, trình độ IQ của bạn hơi bị thấp đó. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng lên với câu tiếp theo nha. Câu cuối cùng, con gì con dung đúng không? Con dung đúng không? Chưa ông ơi. Chưa có hỏi xong. Con gì? Đương nhiên giơ tay lên con gì là con gì? Dạ. Em bị kiến cắn. Bạn hãy cho mình biết câu thứ ba. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết? Xin mời bạn Teo. Con tiên. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng ba bạn giỏi quá. Bây giờ cô giáo chủ nhiệm vô rồi nè. Dành một tràng pháo tay chào cô giáo chủ nhiệm. Chào cô các giáo con. Ơi. Yeah. Cô có một câu hỏi dành cho các con. Ủa hỏi hoài vậy? Lớp không học mà hỏi hoài. Cô ơi, cô chơi đố vui hả? Bắt đầu mời con.
Rồi, ba bạn ngày hôm nay giỏi quá. Thế nên là các bạn tự thưởng cho mình một tràng pháo tay đi nào. Hay quá. Rồi. Bạn Tí ơi, bạn Tèo có này tặng cho bạn Tí nè. Bạn Tèo tặng gì vậy ta? Tặng bao lì xì chắc luôn. Cái gì vậy? Tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha Tí. Tí ơi, bạn Tèo cũng có đồ tặng cho Tí nè. Đây giữ giùm cái này cho. Nhắm mắt lại đi. Rồi đưa tay trái ra. Rồi đi. Bậy. Cái này là phải mở ra uống như nãy giờ hát nãy giờ. Cái này đó. Khát nước lắm này. Chúng ta thấy là mấy bạn của chúng ta đã có một cái tiết mục học rất là vui nhộn, nhưng nãy giờ thì ở dưới người ta đang chờ đợi xem là cái quyết định của bạn Tí sẽ về đội nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đầu tiên là ý kiến của cô giáo chủ nhiệm. Thưa cô, cô thấy là với phần thể hiện ô mê lý của thí sinh Tí thì cô thấy như thế nào? Mời cô. Cái điều quan trọng đó chính là cái gì? Cái tinh thần của em khi thể hiện bài hát, cái phong cách biểu diễn nó rất là thoải mái, tự tin. Và chú Huy đã chọn bởi vì cái giọng hát của bé đã thuyết phục được chú Huy, cộng thêm một cái sự tươi trẻ, thoải mái, trong khi mà chưa kịp thấy gì hết thì đã cảm thấy rất là thích rồi. Thì chắc chắn là Huy bớt tạo nét lại cho chị nói cái... Rất mong là con về với đội của cô, bởi vì đội của cô luôn luôn tràn ngập những ngọn lửa trẻ, khỏe, gặp. Trời ơi, bé mới chê chị già đó. Dạ, chị có nghe em. Chị có nghe chị đúng không? Chị đang trời anh Vũ là... ơi, anh Vũ. Mình rảnh mình đi chùa đi chị. Anh ơi. Công nhận á, anh không có... thấy mà anh quậy cho hai dạ, bên đồng nha chị. Dạ, em không hề có ý gì trơn. Em cảm thấy anh Vũ là một người rất là đáng để đề phòng. Hồi nãy em nói là Vũ cũng bên em nói là hả? Cái sự trẻ này á, cả chị Ly cũng có trong đó nữa em. Trẻ nhất là chú. Dạ. Bây giờ con đợi về đội của chú đi. Tại hồi nãy đó là chú nghe con hát á, có mấy cái xử lý con xử lý rất là tinh nghịch. Một ngày nắng ta hát bằng nắng cười. Biến lấy nhấn nhá nhìn nó lạ lùng lắm. Hay hay tinh nghịch vui vẻ lắm, rất là phù hợp với màu sắc. Tinh nghịch là bên đây nè con, bên trái nè. Không, bên kia là bị điên con ơi. Ê! Gì? Bên đây là đủ hết màu sắc con, thấy chưa? Đó. Lạy la. Lạy la. Come here la. Rồi, như vậy là đội này đã xong phần thuyết phục. Nãy giờ thấy cô Ly ngồi cười hoài, không biết cô Ly thấy làm sao. Nói nghe nè, hồi nãy chị nói rồi, bây giờ ở bên đây sức trẻ quá cho nên chị để cái sức trẻ đứng gần đó thuyết phục. Trẻ là bây giờ trẻ như cái về với trẻ, tại vì bây giờ coi như là chú là coi như là trẻ nhất trong vàng ban giám khảo rồi. Ha. Chú ngăn ngửa chú Lập. Em ơi ra quyết định đi. Quý ơi. Hả? Em hát cái nó đổi ý định rồi kìa. Em ơi, nhớ nha. Bây giờ thôi mình để cho bé suy nghĩ đi. Ôi mất mặt quá này trời ơi. Bây giờ con sẽ về đội của vị huấn luyện viên nào? Con cũng xin cảm ơn hai đội đã chọn con và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng hòa nhịp vào bài hát của con. Nhưng mà con chỉ có một lựa chọn thôi ạ. Con ơi, bây giờ chú tự nhiên chú nảy sinh ra cái cảm giác này. Tại vì bây giờ chú xem xét lại nguyên tiết mục của con, chú thấy không có lý do gì mà chú không chọn con hết. Chú không hiểu tại sao hồi nãy chú không nói nữa. Nè, anh Vũ. Anh Vũ. Thôi ơi, chết rồi. Em sẽ lấy tấm thân ngọc ngà này chặn cái dòng đường đâu chạy rồi? Của mặt xanh. Cái đường dây điện đâu rồi? Chú cắt. Em cắt đây cái đường dây điện liền ngay tập tức nè. Bây giờ anh nói đâu đàng hoàng đến Vũ. Em vấn liền nè. Con ơi, con có muốn chú gạt cái này luôn không? Con có muốn điều đó không? Bây giờ chú cũng không biết tại sao chú không gạt nữa luôn á. Chắc hồi nãy mình lo uống nước. Lo thôi, tụi tôi muốn nè. Hồi nãy là uống nước ông này không cho. Uống lấy lẹ đi anh. Ủa, uống liền hả? Ờ, nước ép. Ờ, có rồi, bên cho một cái này. Rồi vậy không? Đang kêu nó đang nghe. Nước đó nó bỏ thuốc vô. Trời ơi. Sao nghe tiếng ác vậy? Trời ơi. Anh Vũ ơi, cái gia đình gì đơm đặt. Con ơi. Hả? Đây nè. Con thấy chưa? Con thấy cái gia đình chưa? Cho cô ơi, cô uống chưa? Cô uống chưa? Trưởng ban diễn xuất. Cô trả lại đây, trả lại đây. Trời ơi. Nè, một chai là hết rồi nè. Con uống hết không sao, không sao, không sao. Con có muốn chú gạt không? Anh ơi, anh có thời gian anh đi chùa đi anh. Mình đi giải nghiệp. Anh đi chùa anh ơi. Gieo quá, gieo hà. Anh đi phóng sanh cá, phóng sanh chim đi. Thôi bây giờ thế này, tại vì nãy giờ mình cũng đã dành thời gian rất là nhiều cho việc giao lưu với con. Bởi vì con là một cô bé rất là đáng yêu. Nãy giờ cô im ru lý do là, không biết sao không, cô đến từ Hải Phòng. Trời ơi.
Hoài luôn á. Hai Phong nữa. Hoài luôn. Không, các bạn cứ bình tĩnh nào. Hai Phong ngày hôm nay. Mình đã nói gì đâu, các bạn buồn cười thật đấy. Cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng, cô đến từ Hải Phòng. Và cô thật tự hào phải thông báo với con một điều rằng là cho đến giờ phút này chưa có một người Hải Phòng nào về với đội của cô. Cô hãy phá vỡ cái điều đó đi. Cô không dám hy vọng bất kỳ một điều gì nữa. Bây giờ túm lại. Mấy cứ làm đại là đi mình ha. Làm đại đi rồi làm con chọn là tùy vào con. Thế okay. Thôi yeah. Như vậy chúng ta có cả ba đội đều chọn cô gái nhỏ nhắn đến từ Hải Phòng. Dream fulfilled, dream come true, the answer to the prayers. You were to them a special child, gave them joy every time you smile. Every time you cry, they're at your side to care. But no, how far they go to give you all that love can give, to see you through. Mẹ là nắng ấm áp mát xuống con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc, tiếng hát bước chân đầu gia đình lên thôi em rút ra cho gia đình dạ vô. Đúng rồi con em mà phải cho em đứng kế dạ, con em chứ. Thưa quý vị, giới thiệu với quý vị cô bé này là Hải An, còn cô bé mà xinh như hoa hậu nhí này là Duyên Khuê. Duyên Khuê. Vâng, chắc là quý vị vẫn còn nhớ. Trước khi mà các huấn luyện viên khác nhận xét thì cho Khang hỏi chút cái lý do vì sao mình lại mashup hai ca khúc mà Nguyên Khang thấy là hai cái thể loại này nó cũng hơi khác nhau chút vô trong cái phần thể hiện chung của các bé. Đây một bản mashup mà cực kỳ khó để mà hát được. Nó phải đòi hỏi các bé rất là nhiều những kỹ năng về tiết tấu, về cách làm sao đó để tiết chế giọng hát của mình, để mà hỗ trợ cho bạn còn lại và phải cùng nhau hòa thanh là cái quan trọng nhất. Ngày hôm nay thì thấy hai con đứng sân khấu và hát chung với nhau thì thật sự là cô chú rất là vui và cảm ơn hai con vì tiết mục này. Thế còn với Khả Như, cái bài này mà lúc mà em nghe các bé tập á, em cũng bị rối não luôn. Má hai bé hát là không ai nhìn ai hết trơn á. Hát mạnh tay nó hát giống như tôi hát hai bài khác nhau. Tôi nói con ơi, phải làm sao để mà hòa quyện với nhau. Và thật sự thì khi mà lên đây á, cô cảm thấy được cái sự tình cảm của hai con dành cho nhau. Chú Huy hay nói á là song ca là làm sao mà hát cho người ta cảm thấy là giống như là hai người hát một bài là thành một người hát. Thì cô cảm thấy là được cái sự hòa quyện đó và cả về thần thái các con, cô cảm thấy rất là vui khi mình đã hoàn thành tốt. Các con có hài lòng không? Dạ có. Rồi, cười vui là được rồi, cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cặp đôi Vân Vũ cho tiết mục này. Đây là một cái sự sắp xếp hết sức thông minh và rất là khó. Và đây cần cái sự mà
phải động não rất là nhiều và phải hiểu biết về âm nhạc cực kỳ tinh tế mới có thể ghép hai thể loại dường như là khác nhau trở thành một như thế này. Tuy nó rất là hay nhưng mà nó cũng có cái sự nguy hiểm của nó, đúng không con? Nhưng mà hôm nay hai con thì chú có thể cho là đây là một cái tiết mục con đã vượt qua an toàn. Hai không gian khác nhau, chú hiểu hoàn toàn cái concept mà huấn luyện viên con đã dành cho con. Con gái bên trái nè, hồi nãy rất là tinh tế nha. Lúc mà con hát bài Sa Mưa Dông á, con không hát theo cái kiểu nhạc dân ca mà con hát hơi R&B chút xíu. Trời sa mưa dông, cho mưa heo gió mèo cây cầu. Tức là cái cách xử lý của con là con hiểu được con đang hát theo một cái thể loại khác. Khi mà hai con bắt đầu hòa quyện hát chung với nhau đó, cho dù nó rất khó nhưng mà hai con lại làm rất tốt. Cứ coi như đây là một thức uống đi, món cà phê sữa đó. Thì từ đầu là lúc đầu mình cũng thấy có chút cà phê, có lúc thì sữa với cà phê nó chưa được hòa quyện lắm, nhưng mà thưởng thức một hồi bắt đầu nó hòa quyện và nó trở thành một cái ly cà phê sữa rất là đậm đặc, thơm ngon và hấp dẫn. Cảm ơn cô Vân. Vâng, xin được cảm ơn lời nhận xét rất là sành điệu về ăn uống của diễn viên Ốc Thanh Mơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Ly và Huỳnh Lập. Cô khen các con ở cái điểm là tụi con biết chỗ nào tụi con vào mà chỗ nào là tới phiên bản mà tụi con ngưng. Cái đó nó khó điều đó. Cô thích cái phần đầu bè của Dương Khê cho Hải An, bài Con Yêu phải không? Cái bài đó lúc con làm tốt. Nhưng mà có lẽ là từ cái đoạn mà cái bài Con Yêu nó vừa xong con đang bè cho bạn, con chuyển qua cái bài Sa Mưa Dông nó quá gấp. Cho nên từ một cái bè đây con nhảy về con hát chính. Mà cái bài Sa Mưa Dông câu đầu tiên á, nó là khó vô cùng. Tại vì cái bài Sa Mưa Dông cái quãng nó rất là rộng, có thể nó xuống thật thấp và nó có thể nó lên thật cao. Cho nên là vô câu đầu tiên con vừa mới xong cái bè này, nó chưa có một cái đoạn để con nghĩ là con đã nhảy qua con hát liền. Cho nên là nó bị khẩn ngay cái câu đầu. Còn nói về Hải An, con thì con tự tin câu đầu tiên vào là con đã tốt rồi. Nhưng con có cảm giác con chưa có làm hết lực của mình, con có thể hơn như thế nữa. Con hơi rụt rè khi hát chứ cái lực con còn rất nhiều, con có thể làm hơn thế nữa. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Cảm ơn cô Ly. Cảm ơn cô Ly. Xin giờ chúc mừng Hải An và Duyên Khuê. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn các con, chúc mừng nha. Cái căn bản của người nghệ sĩ đó là phải nhạy cảm. Nghĩa là phải xúc động trước những cái vui, trước những cái buồn. Chứ còn những người vô cảm quá thì không làm nghệ sĩ được đâu. Sân khấu không phải là một cái nghề mà là một cái đạo. Cái đạo dạy cho người ta làm người tốt hơn. Thương ca nhạc xin trả lời gì đây trong tim đầy vơi nỗi niềm. Từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ồ a, không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen không tô điểm luôn. Đậm đà Việt Nam xen đây xen nghĩa xen tình, như bóng vai hình yêu làm mình ơi.
vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà vì Việt Nam. Sen đây sen nghĩa sen tình như bóng vai hình yêu làm mình ơn. Sen không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà những đậm đà vì Việt Nam. Đó là phần biểu diễn của Tấn Bảo và cảm ơn phần thể hiện của guitar anh Vũ Duy. Và cảm ơn trống lắc rất là đáng yêu, đó chính là Hiếu Trung. Cảm ơn con đã quay trở lại sân khấu lần thứ hai. Dễ thương quá. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của hai vị huấn luyện viên của đội con. Ngay lúc này cô rất là hạnh phúc, như là câu nói của kỳ nữ Kim Cương: sân khấu không phải là một cái nghề, mà sân khấu là một cái đạo. Và cô hạnh phúc lắm khi chúng ta hàng ngày vẫn được học tập và thực hành đạo lý này. Con đã tiếp sức cho cô chú để cô chú có thể làm tốt hơn vai trò của những người huấn luyện viên và vai trò của những người nghệ sĩ. Và đã chọn sân khấu là nơi để mình sống và cống hiến thì mình phải là những con người nhạy cảm, biết rung cảm, biết chia sẻ, biết yêu thương. Thì Tấn Bảo cũng như tất cả các bạn khác trong đội của mình, các con đã có điều đó. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn gia đình Nguyễn Văn Vũ. Bây giờ xin mời phần nhận xét của các cô chú. Trước hết thì tôi xin chúc mừng đội Vân Vũ. Hai bạn đã có hai nhân vật rất là xuất sắc. Đồng ý, đồng ý. Tôi chỉ có thể nói là Nhật Duy đã gây ấn tượng lớn với tôi. Nhưng mà Tấn Bảo thì lại gây ấn tượng chả bá lửa. Em đã cho chúng tôi một màn trình diễn toàn vẹn từ kỹ thuật, từ giọng hát, từ cái sắc thái, từ cái biểu cảm đầy tự tin, đầy thoải mái. Và cái toàn vẹn ở đây là gì? Là em vừa đủ, chứ em không có dư thừa và em cũng chưa hề thiếu sót. Bởi vì đường còn dài lắm em ơi. Và nếu mà em đã chọn vào cái nghề này mà em hát với tất cả tâm hồn, với trái tim của em như em hát hôm nay đó, thì chú hứa với em là cuộc đời sẽ cưng em, cuộc đời sẽ trân trọng em và cuộc đời sẽ trân quý em cho đến khi mà em thở hơi cuối cùng. Wow! Cảm ơn chú ạ. Dòng đời trông gai phải đi học vì tương lai, ngày dài tháng nhớ đã bao đêm về con miệt mài, nhìn mẹ cha gian khó dưới quê lòng con thương
vô cùng. Nhận ra phải sống xa quê chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng. Con đã biết làm gái nên mơ, lo học thi làm thêm tất bật. Con giờ vong trẻ con như chưa, sẽ là người mẹ cha mong ước. Đi ngay vào đại học, từng hứa với cha sẽ học hành thành tài và sẽ xây nên ngôi nhà vững chãi, cho ba mưa gió không còn làm sâu mi mẹ. Mẹ à, từ giờ này chẳng có những lo toan trong cuộc đời này, hãy chờ đến khi con quay lại vững. Năm con 20 đã xa mẹ cha yêu dấu, xa nơi quê hương đến phương trời xa nước nâu. Trong tim con luôn quyết tâm ngày đêm nung nấu, và con sẽ xây dựng được tương lai. Từ khi xa nhà con vào đây, cứ loay hoay mình con ngày đêm. Dù xung quanh còn bao niềm vui, nhưng con vẫn buồn. Ngày con trong vòng tay mẹ cha, những yêu thương giờ đây rời xa. Con nhớ lại để ôm một mình nhớ ta. Con biết là không nơi đâu bằng nhà ta. Xin được giới thiệu cặp Hot Boy Hot Girl nhà Vân Vũ, Phi Long và Phi Tam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Anh Vũ thiệt là anh là cái nói sao ta? Ví dụ mình ngồi xuống được không em? Em ngồi xuống đi. Anh Vũ là ảnh là em nghĩ là chị Ốc là anh Vũ là có một cái gọi là cái chiến lược. Cái chiêu mà kinh khủng khiếp. Về cái chuyện mà ấn tượng với khán giả là chắc chắn tụi con có điểm rồi đó. Cô cũng chỉ có một ý chút xíu như thế này nè. Không phải cứ bài buồn là tụi con ra tụi con buồn thất thểu vậy đâu. Thật sự thì khi mà cô nhìn ấy, trời ơi chết rồi, nó buồn có khi nào nó xỉu luôn không trời. Đi mà cái chiều hướng là toàn đi xuống. Đúng rồi. Cái chiều rũ rượi á, các con cái thân cái tay chân của con bị rũ rượi quá. Rũ rượi hết. Không có chủ động được tay chân á. Cô biết là chú Vũ á. Ý đồ. Có ý đồ là muốn tụi con thể hiện cái bài hát này là xa quê chẳng dễ dàng. Đúng là như vậy, cái buồn của con là như vậy. Nhưng mà hãy thể hiện cho người ta là cái buồn này mình sẽ cố gắng và mình sẽ làm cái gì đó để cho nó có ý nghĩa trong cuộc sống này. Chứ nhìn như tụi con buồn là giống như là buồn thôi. Buồn chiều hồ rơi, buồn banh chành té bẹ hết, buồn quá con ơi. Mình không nên buồn mà mất năng lượng như vậy. Nếu như có thể thì nếu như lần sau cô hy vọng là mình ca sĩ nào cũng vậy, họ lên họ thể hiện bài hát
Đúng là họ thể hiện cái bài hát buồn đó qua cái giọng hát của họ, qua ánh mắt. Nhưng mà hãy làm sao cho người ta thấy cái buồn này rồi sẽ qua đi và năng lượng lại tới. Cô hy vọng là có thể góp ý một chút xíu về tụi con để chúng ta có thể tốt hơn nữa những vòng sau. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô ạ. Buồn nhưng mà vẫn giữ được cái sự tích cực. Ví dụ như con nhìn cái nét mặt của cô Như, mặc dù cô có buồn đi nữa nhưng cô vẫn sang, cô vẫn giữ được cái thần thái trong cái nét buồn của khuôn mặt của cô. Hai con sao á, chị Ân ơi, em khổ quá. Biết rồi, hiểu ý ha của Huy với Như rồi. Cảm ơn nhiều, xin ghi nhận. Thực ra là để mà coi như tinh tế tới cái mức mà thể hiện được cái buồn mà nó không có rủ rượi, nó không có thất thểu, nó không có mất năng lượng là cũng cần có cái kinh nghiệm như chúng ta. Chứ còn các con còn rất là nhỏ. Biết mà, cỡ như là chú Huy với cô Như mà có mắt cá sê thì cũng không có buồn tới mức đó. Gì vậy chị? Sao như cái ví dụ thôi. Giờ ví dụ. Sang lên em, sang lên em. Chị Ốc ơi, mình vô chủ đề đi nào. Vâng, xin được ghi nhận ý kiến của hai bạn và hứa rằng là nếu như mà Phi Long với lại Thiên Thanh của đội Ốc với Vũ mà còn đi xa nữa, lần sau quay lại sân khấu mà có buồn thì sẽ buồn kiểu khác, buồn vẫn có năng lượng, buồn vẫn có năng lượng. Một lần nữa xin chúc mừng Phi Long và Thiên Thanh. Cảm ơn hai bạn. Ôi ôi, hôm nay em ăn cho thật đã được. Úi giời ơi, bánh gai bánh ngò ở đâu mà ngon thế không biết nữa. Úi giời ơi, có cả bánh trưng và bánh xèo nữa đây này. Ngon quá đi thôi, thèm quá đi thôi. 1, 2, 3, 4 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi. Bàn tay em mân mê trên trên những sáng tre. Điều gì làm em thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói đó là công nghệ. Người ta vẫn nói ôi sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biết tất. Mà anh chưa mất em xem như đã biết mất. Đôi khi nhiều quá lại hóa như không. Ôi hiện tại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Đập tan hết những quan khách khiến ta lìa xa. Hiện tại làm chi em ơi? Hiện tại làm chi anh ơi? Hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau? Hiện tại làm chi em ơi? Hiện tại làm chi anh ơi? Hiện tại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau? Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Ai 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 ai? Xin nói chuyện với nhau như thời ta chưa hiện tại. Bánh giò hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai 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 ai. Hôm nay em ăn cho thật đã. Chiều thứ bảy là lượt quần áo giặt phóng vậy. Anh chị chơi gần nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đêm bé đi ăn món gì đây. Tâm bọn ăn uống này trôi gầy. Dáng vẻ anh tích có hơi gầy. Nhưng lại biết cách hưởng thụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Ba sáu phố vừa, những hàng quán ven ven đường. Đêm chung quanh giá ở ngay trung tâm ngôn tăng thường. Nếu kéo du khách và những người đi được. Là món mì lươn đối diện chợ hàng ra. Hương thơm đậm đà trong sườn ai ta vừa đi qua. Ngay cạnh nhà thờ nổi tiếng với cốc trà chanh nơi anh từng rap bài thơ cuối đông. Bao nhiêu sai? Bốn 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 bao nhiêu sai?
đừng tiếc tiền. Ai 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 à, ai ai à, cha 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 cha. Ai 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 à, ai ai à, cha 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 cha. Hôm nay em mà cho thấy đã. ABC Angels. Trời ơi, dễ thương. Hai con ra làm banh nóc luôn. Trời ơi, ở dưới huấn luyện viên nhảy quá trời nhảy. Chị bảo tụt máu được kìa. Mà nhất là hai cái người phụ nữ, ba người phụ nữ mặc đầm mà nhảy quá trời nhảy luôn. Nhảy trời ơi, nghe cái điệu tuyết song khang. Trời ơi. Mà mấy con nhảy mà các con không thở luôn á. Tức là chú thấy các con tức là ý là các con không thở hồng hộc cho micro mà con cũng vừa hát vừa nhảy là vậy quá tuyệt vời. Hay quá con ơi. Quá hay. Mà cái điều quan trọng nhất nè, cái điểm nhấn của chương trình nè, ra huấn luyện viên nhảy như điên, như khùng, nhảy như chết đi sống lại. Bây giờ vô giữ năng lượng, còn nếu mà sôi động quá bắt lên nhảy nữa. giữ năng lượng, không bắt lên nhảy nữa. Nãy giờ rồi. Bây giờ xin mời gia đình nhà Vũ Vân chia sẻ. Cái mà Vũ ấn tượng nhất ở trong nguyên tiết mục này là chính là điệu nhảy của con đó. Lúc mà mỗi lần mà con nhảy như thế này là chú phải đứng chú nhìn, nó gọn mà nó đã lắm. Năm nay đội chú lại không có thí sinh nào mà nhảy kiểu như thế này hết. Năm trước thì chú có. Nếu như mà hai đội mà đấu với nhau mà chú có thêm cái đội hồi năm trước của chú là chú sẽ đấu với hai đứa. Nhưng mà hôm nay chú không có đứa nào nhảy được hết, cho nên là nói chung là cảm ơn hai con. Quá tuyệt vời luôn. Hai con là hàng đặc biệt, hàng hiếm đó. Thiệt á, sao mà tụi con lại chất đến như vậy, từ đầu tới cuối không rơi rụng một nhịp nào. Hai cháu người Hải Phòng đó cô. Hải Phòng à con? Đấy, Hải Phòng toàn là người tài năng đấy chú ạ. Cô Vân, chả lẽ tôi lại nhắc lại cái câu chuyện Hải Phòng lời nguyền mấy lần trước đấy. Cái chỗ này lấy hình thôi, mút tiếng rồi, không ai nghe mình nói gì đâu. Nói chứ các con rất là tài năng luôn. Châu Linh, con rất là cá tính, nhưng mà vẫn rất là nữ tính, công danh. Sao mà nhìn con rất là Âu Mỹ Latin. Thật sự, con có một cái nét rất là hút. Cô nghĩ rằng là các con có vẻ vào vòng sau. Tôi nghĩ vậy đó, còn tùy thuộc bên kia nghe, mà tôi nghĩ là có vé rồi. Giờ mời đội bên kia thở oxy xong chưa? Khang, anh có biết mà xe hơi hay có mấy con chó ngồi lắc không? Thằng Quy đang bị hả? Quy đang ngậm mặt có kiểu mà chị ơi, nó gật từ lúc mà tiếp một tới bây giờ luôn chị, nó gật hoài vậy nè. Thấy tụi con ra là chú lấy miếng oxy cuối cùng đó, chú gật tiếp đến giờ. Chuẩn bị chú bơm tiếp đây. Rất là tuyệt vời, cách tụi con hát nè, đọc rap nữa, trời đất quỷ thần ơi, mà nhảy nha. Còn bạn Linh không nhận hát mà con diễn luôn cái gương mặt của con. Muốn ăn gì đây? Đừng có tiếc tiền. Đó. Con là con. Trời ơi Quy ơi, em là tiềm năng luôn đó, em xuất sắc quá. Em để ý từng chi tiết một cho bài hát này. Chú thực sự là không có gì để nói ngoài hai chữ là trước. À, một chữ hả? Rất trước. Hai đứa nhỏ nó ăn bánh giò, mặt nó hiền lành, mà tới lúc em diễn cái tả cái cảnh mà em ăn bánh giò, mặt của em nó ác ơi là ác luôn vậy đó Huy. Đúng rồi, dạ, vâng. Như dạ. Tới em rồi đó. Trời ơi, em tính né luôn á, tại vì em nói thiệt luôn, đối với em tiết mục này là tiết mục biểu diễn. Đúng rồi. Vẫn hát, giữ được cái cục hơi. Vẫn giữ được và hát rất chất luôn. Thật sự. Mà bây giờ mặt vẫn điềm đạm, không đổ giọt mồ hôi nào hết luôn. Đúng, trong khi nè nhận xét không mà mồ hôi tầm tã nè. Tại mắt nhảy, nãy giờ em mắt nhảy theo đó. Đây cái là sự khác biệt giữa tuổi trẻ và tuổi già đó. Dạ. Anh Vũ. Rồi anh Vũ. Anh Vũ. Sao con, không sao cả, cái tuổi trẻ tụi con mà lồng lộn như thế này mà giỏi như thế này thì tuổi già phải chịu khó đi xuống để tuổi trẻ lên thôi. Không sao, cô cùng tuổi với tụi con. Rồi, cảm ơn gia đình của chúng ta rất là đáng yêu. Bây giờ xin mời chú Lập với lại cô Ly chia sẻ.
chú vẫn còn choáng váng. Ca hát nhảy múa diễn xuất kỳ quan thế giới nó hội tụ vào hai đứa con hết, cái gì cũng có hết. Trời ơi, rất là ấn tượng khi mà khúc đầu mà con hát mà con đãi chữ xong rồi con chạy tới nó anh ơi này kia cái nọ, nó dễ thương vô cùng. Từ đầu đến cuối không có một chút hụt hơi, gặp chú hát chừng nửa bài rồi chú thở như bò rồi thiệt. Phần trình diễn rất xuất sắc. Cô Ly rất là phấn khích ở tiết mục này luôn. Hai đứa Danh với Linh, cô hướng dẫn cô chỉ gì là tiếp thu rất là lẹ. Cô rất là hãnh diện và rất là tự hào về tiết mục này. Nhưng cô cũng nói một điều, các cô chú khen tụi con, nhưng đây cũng chỉ là một cái tiết mục của tụi con dự thi ngày hôm nay thôi. Nếu tụi con được đi vào trong, đừng có tự mãn nha. Đừng có thấy mọi người khen quá cái trời tôi hay rồi là bắt đầu tự mãn, là bắt đầu là sẽ đi xuống nha con. Thương hai đứa nhiều. Chúc mừng tiết mục của hai con. Một lần nữa, chú Khai chúc mừng Công Danh và Châu Linh. Hai con đã làm khuấy động sư. Con muốn xin nói một câu hả? Rồi mời con nói. Con xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện viên, chú Cẩm Ly và cô Huỳnh Lập. Con cảm ơn ban nhạc đã đánh cho con hoàn thành tốt bài thi của mình. Con bị nhầm rồi con. Cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập. Nói cái gì luôn á? Không biết. Chết con tôi rồi. Con bị rối loạn về giới tính rồi con. Chưa biết là nhầm luôn. Con nói lại đi. Con về coi TV là sẽ biết. Con về con coi cũng TV nha. Con vừa mới đổi giới tính của hai người đó. Rồi cảm ơn hai con. Như miên man đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đường vả gió. Xin chào các huấn luyện viên và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chào con, dễ thương quá. Con rất là bản lĩnh. Rất bản lĩnh. Con bước ra đây với một nụ cười mà chú biết là con dĩ nhiên là con buồn, cái đó là điều ai cũng hiểu được. Nhưng mà con rất mạnh mẽ để giữ được nụ cười ở trên khuôn mặt của con. Con phải hiểu rằng là bây giờ đó là cô chú tìm một cái giọng hát để mà thích hợp, để mà bắt cặp. Và hiện tại thì cái dòng nhạc của con là cô chú không có ai để mà có thể ghép con chung được. Cho nên cái đó là cái điều đắn đo của cô chú. Cô chú xin lỗi con. Rất là tiếc. Nhưng mà mình làm quen với nhau nha. Con giới thiệu về mình đi. Dạ con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi. Năm nay con 11 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, Lâm Đồng ạ. Wow. Con ơi, cái bài hát của con á, từ cái đoạn mà con chuyển tới giọng thiệt qua giọng gió rất là ngọt nha. Lúc mà cô Như cũng nghe ở dưới có nói ủa giọng lạ vậy, bởi vì sao giọng con chuyển rất là hay, con chuyển đi chuyển lại rất là điêu luyện. Con học hát không hay là con là bản năng con đã như vậy rồi? Con học hát luôn. Là con từ đâu mà con biết cách hát? Dạ là từ ba con chị ạ. Con tập ở nhà với ba. Ba con là giáo viên thanh nhạc hay là ba con là ca sĩ? Dạ ba con là giáo viên dạy toán. Giáo viên dạy toán mà dạy luôn cả thanh nhạc. Quá hay. Chắc ở nhà mê hát karaoke nè. Con không được chọn mà cái phong thái của con làm cho cô cảm thấy tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm anh chị. Nó thấy nhẹ nhàng và cô bé thì đến đây như là một cuộc dạo chơi. Quá bản lĩnh con ơi, một tràng pháo tay nữa dành cho bé. Vậy là giỏi lắm á. Hôm nay con có bị cảm không vậy? Dạ, con thì không bị cảm nhưng mà có bị hơi đau họng. Tại vì cô nghe cái giọng con nó hôm nay nó sao đó, phải không? Nó không có ổn lắm cho nên là khi con hát cái nó không có được trọn vẹn bài hát lắm đâu. Nhưng mà ở đây ai cũng thích ở con này cái tinh thần mà khi mà mở cửa đây như thế mà cái nụ cười. Lạc quan chị. Chưa chắc mình người lớn mình làm được điều đó đâu nha. Chính xác chị. Chưa chắc mình người lớn mình có được điều đó đâu, mình sẽ rất là buồn luôn. Mà ở đây tuổi con nít mà con rất là hay, con có một cái tinh thần rất là lạc quan. Cô cũng rất là thích. Sao ta? Thôi vì đây thì đây cũng là một cơ hội. Chị Ly ơi! Hả?
Cái gì mà cứ chị Ly ơi hoài vậy, nãy giờ em chị không thấy em lên sà quần nữa vậy Như? Tại vì chị Ly mỗi lần mà chị nói sao ta Như. Chị đứng lên chị kéo váy là tôi thấy có niềm tin chiến thắng. Con ơi, ngoài thể loại con vừa trình bày ra thì con còn biết thể loại nhạc nào khác không? Tặng cô chú một hai câu đi. Dân ca đương đại về rock ạ. Rock hả? Rock hả? Wow. Cái gì? Thôi cái bây gì? Giờ hát rock. Hát rock. Chà, hát rock đi. Mình hát rock cho nó khác cái màu hồi nãy con. Đó. Tự tin thoải mái hát. Mình quậy tưng bừng lên nè. Mình quậy tưng bừng con lên. Hát ha. Đoạn điệp khúc của bài Sắc Màu. Wow. Xin mời con. Một đêm nhớ nhau. Nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thơ. Một vầng trăng trôi loa. Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình. Em để ý là cái cách nhả chữ của bé này rất là đặc biệt nha, không có lẫn với những cô bé khác nữa. Nhấn nhá đó, cái nhịp rất chắc. Cứ lập ơi vậy đó. Lập. Dạ. Lập bà. Dạ. Thôi đón con về đi. À, trời ơi. Phương Nhi, cô bé nhỏ nhắn đã thuyết phục được cô Tư Cẩm Ly bằng bản lĩnh tuyệt vời của mình. Bằng những nét nghiêng say khờ, bằng màu mực ngây thơ vẽ hôm nay. Tôi vẫn ngồi nơi đây, vẽ mọi điều mới say. Bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nét ngang thẳng hàng. Chẳng buồn về lo toan, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng có nghĩ gì và toàn tình trước. Từng mặt sứ vươn mình lên, vẽ lên trời cao rộng. Cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại những mảnh ghép hằn gắn cuộc đời tôi. Vẽ tôi sang vùng khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao nhiều tâm tính. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật ngổn ngang. Vẽ
bằng những nét nghiêng dại khờ. Tôi đã lớn thế nào. Yeah. Thưa quý vị, xin được giới thiệu Châu Linh và Công Danh. Cảm ơn vũ đoàn ABC Thiên Thần. Mà thưa quý vị, không biết là quý vị có nhận ra được sự phối hợp rất là ăn ý của cả hai, không chỉ về giọng hát mà mỗi người đều có một cái thế mạnh rất riêng. Châu Linh thì có khả năng thêm nữa là về vũ đạo, nhảy rất là chắc. Còn Công Danh thì không phải nói, con là thí sinh nam mà cho đến hiện giờ là chú thấy được có sự mạnh mẽ trong cái phần thể hiện trên sân khấu này. Con đã khiến cho ông Bụt từ một người lành tính đã trở nên rất kích động. Bây giờ xin phép mời ông Bụt lên thể hiện cái vũ đạo chung với các bé hồi nãy. Có một cái đoạn đấy, vâng. Ông Bụt lên cái đoạn mà nhảy nhảy như nè. Hất tóc đi, ông Bụt hất tóc. Vũ đoàn đi. Mấy bé hát đi, ông Bụt quậy quậy giống vũ đoàn, có cái cây giống nè. Đó, cho ông Bụt đứng giữa đi con. Ừ, đó, cho ông Bụt đứng giữa nghe. Vậy thưa rồi. Ông Bụt là trưởng nhóm của vũ đoàn này đúng không? Đó đúng rồi, rồi. Trưởng nhóm rồi. Mấy cháu vũ đoàn cứ nhảy nghe, Bụt nhảy theo nghe. Rồi. Bụt nổi dễ sợ luôn. Bây giờ nào, cùng nhau phát trần, cùng ông Bụt vũ điệu phát trần. Thôi. Ủa sao hoài vậy? Hết chưa? Dạ. Cháu lấy bài nhạc. Dạ. Gì đâu mà có động tác bữa cuối làm hoài vậy mấy đứa. Đáng lẽ cũng phải quơ qua quơ lại để có cái dưỡng sức chứ. Gì mà cứ đập cứ bữa vậy hoài. Ông Bụt nào chịu cho nổi. Rồi ra bây giờ nè, nguyên vũ đoàn ABC Thiên Thần cho Bụt chào cái cho đẹp đội hình cứ vô nè. Chào chào các bé nè. Hai ba. Cảm ơn. Đúng giờ. Rồi bây giờ cảm ơn Bụt hơi Bụt lớn tuổi rồi, Bụt về Bụt dưỡng sức đi, Bụt đứng đây tội nghiệp Bụt thở hồng hộc nãy giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Các con có sự bản lĩnh, tự tin, làm chủ mình và các con hoàn toàn hiểu rằng mình đang làm gì ở trên sân khấu. Không phải bạn nhỏ nào ở tuổi này cũng có cái bản lĩnh như vậy đâu. Mà điều này đã được thiết lập từ những ngày đầu tiên khi các con đồng hành cùng với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí rồi, chứ không phải là ngày hôm nay. Nhưng mà cho đến vòng thi này thì các con đã kiểm soát mọi thứ rất là tốt. Tụi con, ngày hôm nay thì nói dông nó dài không bằng nói ngắn. Thứ nhất là Công Danh ngày hôm nay tụi con vẫn giữ được cái điều mà cô chú mong đợi. Đó chính là cái lửa của tụi con khi bước lên sân khấu rất là tốt. Yeah. Về phần mà dàn dựng thì quá tuyệt vời rồi. Đi ra, đi vào, giao lưu ở đâu tụi con lại làm rất là tốt hết. Và đặc biệt thì ở Công Danh có sự mạnh mẽ. Còn bé Châu Linh, con những cái sự lém lĩnh nhất định. Ở những cái màn chẳng hạn như là đôi mắt em thì con vẫn có những sự lém lĩnh ở cái gương mặt của con. Màu nâu tím mắt em thôi. Ôi đẹp dịu dàng. Quan trọng tụi con đó chính là thần thái của hai tụi con trong bài này rất là tuyệt vời. Rõ ràng là khi mà hai con xuất hiện lên sân khấu là đã có một cái lửa và một cái nhiệt khi bước ra sân khấu đã truyền đến cho khán giả rồi, và càng ngày nó càng được tăng tiến dần. Và thấy lúc nào là hát xong nhảy xong hai đứa phơi phới à, cảm giác không có mệt mỏi gì hết trơn hết trọi á. Và cái điều mà chú cực kỳ quan tâm nhất đó chính là cái sự diễn xuất và thần thái của hai đứa. Nếu như mà các bạn nào mà chỉ thích hát thôi là các bạn cứ hát thôi, chứ các bạn không diễn theo từng cái câu hát của đối phương đang hát như thế nào đâu. Nhưng mà hai bạn này có một sự ăn ý từ diễn xuất đến giọng ca, đến cái sự tương tác với khán giả luôn. Nói chung là đối với chú, đây là một phần trình diễn vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn hai con. Yeah. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vội vàng em ra đi, đi qua lời ước thề.
gọi sống đường mê cô lòng ta tê tái vội vàng em cho đi đi qua lại bao sầu những ngọn gió mùa đông sẽ lòng ta phải tại vì tiết mục này nó quá mạnh mẽ và máu lửa. Chị sao vậy? Tôi xin khẳng định rằng đây là một tiết mục đầy hấp dẫn và ngon lành như ly trà sữa mà Khả Như vừa tặng cho tôi. Trời. Xin khẳng định. Trời đất ơi, thì tặng à là có mua chuộc á hả? Cái giá mua chị Vân khá rẻ, 75.000 mọi người ạ. Cảm ơn cái tình bạn mình chặt. Và quý vị thấy không, hai người lúc đầu một người đổ dầu, một người thêm lửa, mà bây giờ họ đã trở thành chị em kháng khích với nhau. Chỉ có ở Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí thôi. Một tràng vỗ tay cho tình chị em của cả hai. Quá tuyệt vời. Không chị em gì đâu trời. Không có chị em gì hết à. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của gia đình mình đi. Cô cảm thấy rất tự hào, máu lửa. Đúng. Với tụi con có đã đời không? Dạ có. Sướng không?
Xinh á. Và tiêu chí của chúng mình lúc đầu là như thế nào? Nếu như các con thành tâm muốn biết, cô chú sẽ sẵn sàng dàn dựng tiết mục để trở thành chiến binh trên tuyệt đỉnh sông Ca Nhí, để tỏa sáng như những vì sẽ lấp lánh trên bầu trời sao. Chúng cô đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thầy Huy đảm đang, cô Huy cô Như dịu dàng, tinh tế, một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta. Không ngượng miệng luôn á trời. Ủa có gì đâu, tôi nghe mà nổi da gà luôn á. Các con có thích điều đó không? Dạ có. Con tôi thích là được rồi thì trời. Thì con nhà mình hỏi thì sao nó dám nói không. Quay trở lại tiết mục của các con đi ngày hôm nay. Các con hát và làm cho cô chú cảm giác là đang gọi là cháy mà nó kiểu như là nó đang hừng hực. Không phải. Xin lỗi gia đình anh Huy giơ tay muốn nói gì. Dạ sao anh ạ? Không thể ngờ là người khờ cũng có thể ngông. Hình như là ok, em coi đây là một lời khen. Cảm ơn anh Huy. Hồi nãy chị có trà sữa cho bên mua bị thiếu đó. Chị ơi, từ đầu á là chị xích mít tới nhà con giáo thôi, mà trà sữa chỉ có qua nhà bên đó thôi mới làm quà được, nhưng mà trong khi còn rất là nhiều nhà khác nha chị. Đúng rồi đó Như nha. Dạ. MC còn thiếu một ly nữa nè. Dạ, gia đình mình nói chung là tụi mình làm nghệ thuật á, tụi mình bớt thực dụng nha. Lại dạ. Dân mình giấu vô bớt thì dân chứ em dạ. Mình đang bị đì nè. Hút cái ly chân châu đi cho nó nghẹt luôn bây giờ. Quy nói cái gì cho con mình nó vui nè Quy. Nói chung ngày hôm nay cô chú rất tự hào cho con. Tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là cái tinh thần lửa của nhà này nó luôn cháy bừng bực. Dạ, cảm ơn gia đình. Gia đình mình ngồi xuống được không? À, Như ơi, dạ. Như ơi, ai giấu cái đĩa bay của em, nãy giờ anh đã xin là trả lại rồi đó. Em chờ với hành tinh của mình nha. Dạ, tạm biệt anh. Dạ. Cảm ơn em, dạ, dễ thương quá, tuyệt vời quá. Đã nói mua trà sữa là mua cho hết. Dạ. Chị cứ vậy đó. Chị thiệt. Thôi rút kinh nghiệm chương trình sau đi. Dạ, bây giờ xin mời ạ. Dạ. Trước hết thì xin một tràng pháo tay lớn cho ban nhạc. À, ban nhạc chơi bài này máu lửa quá. Và một tràng pháo tay nữa cho Phương Linh và Minh Anh vỗ. Vì sao? Hai em đã chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách là đứng đó chịu đựng trong khi người lớn phá đám. Rất là chuyên nghiệp, xin hoan hô. Cảm ơn anh Huy đã chia sẻ. Dạ xin mời cô Kim Xuân. Có lẽ như là sau cái màn nhận mẹ nuôi thì cô Kim Xuân trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Bây giờ xin mời cô Kim Xuân chia sẻ. Hai đứa giống như là hai cái năng lượng, nhưng mà khi đặt riêng á thì còn có điều này có điều kia để nói, nhưng mà khi các con hợp nhau lại á kinh khủng lắm. Cô nhìn cái hình ảnh cô thấy là cái sự máu lửa của những tiền bối, những cái người lớn, những cái ca sĩ anh chị lớn đi trước, các con cũng không thua kém chút nào. Và khi mà các con đâu vai lại nè, cái này là chắc có dàn dựng đó, thành ra các con mới dễ thương vậy. Một bé thì để micro thật xa, một bé thì sát như vậy nè, nhưng mà cái đoạn bè đó nó hòa với nhau cực kỳ dễ thương. Và các con đã rất là điềm tĩnh trong từng động tác. Hôm nay là một cái tiết mục song ca tuyệt đẹp của đội Quả Tiễn, mà cô chúc mừng đội Quả Tiễn. Dạ cảm ơn cô. Mở đầu cái phần song ca là một cái bài rất là sôi động, có cái tiết tấu, nhưng mà tụi con có cái bản lãnh để tụi con hát trên cái nền nhạc mà tiết tấu rất là mạnh. Cô chỉ tiếc một điều là mình nghe không được rõ lời lắm, đó là tự vì cái phần băng nhạc và cái phần âm thanh và cái phần đủ hết nó làm cho mình không được rõ, đúng không ạ? Không, Họa My ơi, cái loại nhạc này nó lại đòi hỏi là cái lời nó gần như là không rõ. Đúng rồi. À, đúng. Bây giờ, trong khi mà cái nhạc cái đờn tiếng đờn đó, nó tiếng đờn khí. Phá tiếng nó thì tất nhiên là bây giờ như thế anh Đức Huy nói là cái loại nhạc này là cái loại nhạc nghe tiết tấu chứ không cần phải nghe lời, có đúng không ạ? Đúng. À, tức thì là không, bây giờ nó cũng nghe lời nhưng mà không như là loại nhạc tình cảm để mà dĩ nhiên mình, nhưng mà cũng phải nghe được chút, không nghe hết nhưng mà cũng phải để hiểu. Không thì nghe hết rồi hiểu rồi sao? Cái loại nhạc này nghe rồi không để hiểu gì cả mà. Còn nghe kỹ quá là hiểu là mất ý nghĩa đi. Là mình hiểu nhạc, mình không cần nghe cái lời nhiều nhưng mà ít lắm mình cũng phải hiểu được một chút. Cô chỉ thích nhất là khi mà cô nghe được rõ lời của con lúc mà nhạc ít. Cái lúc đó tụi con giống như nói vậy đó. Tụi con có một cái sức sống rất mạnh trong cái bài hát và tụi con diễn tả rất giỏi. Cô hoan hô tụi con nhiều lắm. Cảm ơn cô Họa My rất là nhiều. Xin cảm ơn con.